Chào các bạn. Vâng, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một trong những cái điều rất là quan trọng liên quan đến cây đàn piano, đó là sự liên quan giữa key, action và làm sao đấy để chúng ta khẳng định rằng cái hệ thống mà giữa từ action này và key hợp tác tốt, và hay nói cách khác là người chơi cảm nhận và có thể thử được cây đàn như thế nào là một cây đàn có action tốt, còn bộ máy tốt với kết hợp với cái key tốt. Đấy, thì chúng ta phải thử bằng được cái đó. Vì trong tất cả trên cây đàn piano thì các bạn có thể cảm nhận được âm thanh hay hay không hay. Đó là một cái duyên rất là rộng, vâng, giữa gỗ sabot, giữa dây đàn, giữa hộp cộng hưởng, giữa rất rất nhiều yếu tố để cuối cùng chúng ta có được một cái âm thanh hay. Đấy, thế nhưng mà có một thứ mà mang tính hoàn toàn cơ học, đó là phần action. Action và phần key này, đấy, hai cái liên kết với nhau. Để chờ, nó chính là cái phần mà kết nối giữa con người, đầu ngón tay con người kết nối vào phím đàn qua action và vào dây đàn để tạo nên âm thanh. Thì cái hệ thống này chính là phần kết nối. Vậy phần kết nối phải hoạt động tốt, phải hoàn toàn rất trơn tru và phải hoàn toàn có thể thể hiện được tất cả những cái mong muốn của ngón tay chúng ta, hay cảm xúc của chúng ta, hay tâm hồn của chúng ta. Đấy, thì đó mới là phần tốt. Vậy như thế nào là tốt, đúng không ạ? Vậy như thế nào là tốt? Vậy thì trước hết là các bạn khi đánh trên cái bộ key này hay action này, các bạn thử trên các cái phím đàn này tất tần tật trên cả 88 phím. Khi các bạn thử toàn bộ trên 88 phím thì điều đầu tiên các bạn phải cảm nhận được đó là lực khi chúng ta đánh xuống ở các ngón đầu ngón tay này trên 88 phím phải bằng nhau. Đấy, lực bằng nhau, điều đó thể hiện là gì? Là các cái cơ máy này đấy và các cái phần khớp liên quan đến key này. Đấy, cái lực bằng nhau thì có nghĩa rằng là nó đang liên kết và đồng đều. Đấy, tôi muốn nói là trước hết là đồng đều. Vì khi chúng ta đánh đàn cần phải trên một bàn phím có cái lực đánh xuống đồng đều thì mới thể hiện được cảm xúc, nên các bạn phải cảm nhận được cái lực đó đều đã. Chứ có phím thì bạn đánh xuống thấy nặng, phím bạn đánh xuống nhẹ, phím bạn đánh xuống thấy nó khục 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 ở cái điểm sâu, có cái thì chưa đánh mới hơi một tí nó đã kêu rồi chẳng hạn, thì hoàn toàn cây đàn đấy là không tốt. Đấy. Tiếp theo các bạn sẽ phải thể hiện được một cái dễ hơn, đó là các bạn tạo nên được một cái âm lớn. Các bạn có thể giữ pedal và tạo một âm lớn. Đấy, như tôi vừa chơi nó thành như một điểm nổ hoàn toàn, các bạn đánh các cái âm trầm này một cái âm lượng rất lớn. Mục đích làm gì? Để nếu như ở trong tất cả các cái ở đây mà có cái gì đấy nó lỏng lẻo hoặc là nó không được bảo dưỡng tốt thì nó sẽ lộ ra ngay và âm thanh nó sẽ dị rè, hoặc là cái sao bót đấy có những cái khe hở, đặc biệt là cái sao bót mà có khe hở, các bạn nghe kỹ sẽ tiếng e rè. Thì khi chúng ta tạo nên một âm như vậy sẽ kiểm tra được. Đấy. Thế và sau nữa bắt đầu các bạn chi tiết hơn thì các bạn sẽ tìm hiểu về cái trên phím này. Đấy. Đó là đánh từ rất nhẹ, các bạn đánh từ rất nhẹ. Rất nhẹ. Đấy. Nó vẫn kêu, sau các bạn đánh mạnh dần lên. Mạnh dần lên. Mạnh dần lên. Mạnh nữa. Và rất mạnh. Đấy. Tức là các bạn cảm giác rằng cái sự tiến lên của lực trên ngón tay mình, tiến lên của lực trên ngón tay mình cộng dần lên, và cái âm thanh mà nó được to dần lên theo phím đàn đó tương đồng. Ví dụ các bạn đánh cố gắng rất mạnh rồi mà nó chỉ lên hơi hơi thôi, không được. Hoặc các bạn đánh rất nhẹ mà nó tiếng vẫn to, có những cái đàn vừa sờ vào cái nó kêu toáng lên này. Đấy. Tôi muốn nói là làn gì hay của nước nào, nhưng mà có những cây đàn là ngày xưa tôi đi biểu diễn buồn cười lắm, là tôi rất sợ biểu diễn ở cái sân khấu đó, bởi vì là cái đàn đấy cứ sờ lên nó kêu toáng lên, nhưng mà muốn đánh rất to nó cũng chỉ kêu đến thế thôi. Đấy, tức là cái độ mà tinh tế khi nhà sản xuất cái hãng đó họ không làm được cái chuyện là rất nhẹ. Đấy, rất nhẹ. Đấy. Và vừa phải và rất mạnh. Đấy, chia được rất 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 nhiều nấc và đúng với cảm xúc của con người. À, thì đấy là cái độ 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 nhạy của phím. Rồi tiếp theo nữa là
cái độ mới và độ độ nữa là phải thể hiện được cái độ nhanh. Độ nhanh thì các bạn cần cần một người chơi được ở một tốc độ nhanh. Đôi khi nhiều người cứ đánh gõ này và thế này nhanh rồi, không phải thế, thế không nhanh, chưa đủ độ nhanh để thể hiện là cây đàn. Bởi vì là sau này nếu con em chúng ta học và bản thân chúng ta chơi đàn ở một ngưỡng nào đó, chúng ta sẽ học những kỹ thuật ví dụ như tremolo chẳng hạn. Đấy, kỹ thuật như này. Đấy, với cái tốc độ của cái nốt nhạc mà nó kêu pop 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 liên tục như thế và cái bộ action này, các cái phím này nó thể hiện được. Điều đó mới thể hiện rằng cây đàn này của bạn tốt. Vậy tôi muốn khẳng định rằng là vậy khi các bạn đi mua đàn, các bạn phải để ý được vấn đề đó là khi chúng ta thử đàn như thế này và chúng ta cần có những chuyên gia và chuyên gia giỏi thật. Đấy, chuyên gia giỏi thật thì mới thử được hết các cái phần các bạn vừa để ý và tôi vừa giới thiệu các bạn, hoặc các bạn tự thử. Nhưng những cái như vừa xong thì hơi khó một chút, nhưng tôi muốn nói rằng là thực sự phải là chuyên gia. Còn lại đôi khi nhiều người cứ gõ là nhanh này được, chưa ăn thua gì. Đấy, thực sự phải nhanh như tôi vừa nói. Đấy các bạn, thậm chí là các bạn sẽ làm như sau: các bạn đánh, nếu như mà làm thật tốt là các bạn đánh từ ví dụ như vừa bình thường, các bạn đánh nhỏ dần nó vẫn làm được, hỏi to dần lên nó vẫn làm được, hỏi về bình thường. Đấy, đấy, thì tức là chúng ta ngoài bên cạnh cái chuyện là âm thanh, chúng ta còn có thể thử được nó to lên một chút, nhỏ lên một chút mà nó vẫn cảm nhận và nó vẫn đánh được ra. Đấy, thì đòi hỏi một cái bàn tay của người chơi đàn, và thực sự một người chơi đàn tốt thì mới thử cho các bạn được hết các cái kỹ năng. Đấy. Hoặc là để mà có được những cái tốc độ chạy. Đấy, tốc độ chạy như thế này. Đấy, thì với cái tốc độ chạy như thế và với gần đấy cái nốt nó kêu như thế, phải cây đàn tốt. Đấy, nếu mà các bạn cứ đánh từng nốt một thì làm sao mà chúng ta thể hiện được. Vậy vậy nên cái sự hợp tác của người bán đàn có trách nhiệm hay người giới thiệu hay vân vân phải thực sự có một cái khả năng về chơi đàn thì mới cảm nhận và mới thử cho các bạn cây đàn tốt được. Và ngược lại thì đó cũng phải là những người hết sức trách nhiệm và những người bán đàn cũng vậy. Nên tôi mong rằng là qua một cái clip mà hết sức giải bày này, qua một cái sự chia sẻ mà để chúng ta đều vươn tới một cái tốt, một sự chân thiện mỹ trong cuộc sống về mọi góc độ, đặc biệt với cây đàn piano, thì để làm sao đó để tất cả mọi người đều được tiếp cận với những cây đàn tốt, có giá trị và sử dụng được lâu bền. À, xin cảm ơn và chúc các bạn đều thành công với đam mê, với âm nhạc, với piano. Hẹn gặp lại các bạn. Vâng.